Cuộc đời của một cầu thủ, đỉnh cao vinh quang là thứ họ luôn thèm muốn. Họ trở thành những người số một thế giới và bạn tin là chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn. Nhưng có đấy, có một khoảnh khắc gọi là quên đi bản thân trong men chiến thắng. Nó thực sự còn đáng nhớ hơn thế. Sara Carbonero năm 2010 lúc ấy là một cô nàng nhà báo của Tây Ban Nha. Cô đang phỏng vấn con người hạnh phúc và vô tình cũng là con người đã hẹn hò với cô được một năm. Tôi cảm thấy hạnh phúc, Tây Ban Nha đã kết thúc World Cup một cách tuyệt vời. Chúng tôi cảm ơn trước sự ủng hộ nhiệt thành từ các cổ động viên nhà, những người luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho đội tuyển. Tôi muốn dành tặng điều này cho những người đã ủng hộ tôi, bố mẹ tôi và anh trai tôi nữa. Iker Casillas đã chẳng thể nào giấu được sự sụt sùi của mình. Anh đang cảm thấy đầy xúc động, ngậm ngừng trong cả niềm hạnh phúc không nói nên lời trước khi trở nên can đảm lạ thường để bất ngờ ôm Sara Carbonero và tặng cô một nụ hôn ngay trên sóng truyền hình trước hàng triệu và cả đến hàng tỷ người về sau này. Ngay khi rời đi, anh còn khẽ nói nhỏ vào tai Sara: "Hẹn gặp em ở nhà của chúng ta." Đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất về tình yêu mà một người có thể trải qua và cũng trở thành biểu tượng của đỉnh cao quyền lực bóng đá. Vâng, nhà vô địch và một nụ hôn quên mình. Cho tới trước khi những tài năng trẻ khác mọc lên như nấm, Iker Casillas chính là cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha ở tuổi 19. Có điều anh bén duyên với World Cup lại đến từ một vận rủi của đồng đội. Nói đúng hơn là Iker đã biết cách chấp thời cơ y hệt những gì anh làm trong trận chung kết Champions League năm 2002. Ở đội tuyển Tây Ban Nha năm đó, trong danh sách tập trung tham dự World Cup của họ, người gác đền số 1 là Santiago Canizares của Valencia. Casillas chỉ đứng thứ 2. Nhưng rồi Canizares dính chấn thương lỡ World Cup vì để lọ nước cạo râu rơi vào bàn chân ngay đêm trước khi giải đấu mở màn. Casillas một lần nữa được lựa chọn trở thành thủ môn số 1. Giống với trận chung kết tại Hampden Park năm nào, Casillas chơi cực hay tại World Cup 2002 và biến khung gỗ của Tây Ban Nha thành thánh địa của riêng mình. Nhất là những gì đã diễn ra ở vòng 1/8, khi anh cả phá thành công quả penalty của Ian Hatter của Cộng hòa Ireland và thêm 2 lần đánh bại đối thủ trên chấm luân lưu. Cũng kể từ đó, anh chính thức giữ chức bắt chính tại đội tuyển trong hơn một thập kỷ sau. Có thể gọi đó là sự may mắn, nhưng Iker luôn phản bác rằng nếu ngày đó mà anh để thủng vài bàn, mọi thứ đã đi theo một ngã rẽ khác từ lâu rồi. World Cup năm 2006, Iker Casillas bắt đầu manh nha cho việc trở thành thủ quân của Tây Ban Nha khi đeo băng trong trận gặp Tunisia. Năm đó là Roy Hart thi đấu thành công ở vòng bảng. Casillas cũng chỉ phải vào lưới nhặt bóng đúng một lần duy nhất sau 3 trận đầu tiên. Nhưng đó là một giải đấu mà Tây Ban Nha phải về nước sớm. Kết thúc với một pha phản công nhanh khi mà Ridan đi bóng như là xiếc trong vòng cấm địa của Tây Ban Nha trước khi hạ gục Casillas, ấn định thắng lợi 3-1 cho đội tuyển Pháp và tiến những chú bò tót về nước với nỗi thất vọng cùng cực của người hâm mộ. Nhưng họ tất nhiên không thể thất vọng với Iker và những gì anh đã thể hiện. Trong những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp, Casillas được đặt biệt danh là San Iker, có nghĩa là Thánh Iker. Thánh Iker có lẽ chỉ có trong truyền thuyết của Hy Lạp và La Mã cổ đại, và bàn tay vàng cũng chỉ là thứ để nói về sự tham lam. Nhưng ở đời thực, bàn tay vàng của Iker để nói về sự vững chắc và thậm chí nó còn đắt hơn cả vàng với gói bảo hiểm trị giá 7,5 triệu đô la Mỹ. Việc Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch của Euro sau 44 năm và vẫn có một lực lượng xuất sắc nhất thế giới, khiến họ dường như được đặt ngay trong trận chung kết kể từ khi mới bước chân tới Nam Phi. Khi ấy, Iker đã là thủ quân của đội bóng này được 2 năm. Còn nhớ khi Raúl González còn khoác áo đội tuyển và đeo băng đội trưởng, Tây Ban Nha dù vẫn mạnh mẽ như được mệnh danh là hổ giấy trong những thời khắc quyết định, còn bây giờ họ thực sự là con hổ nguy hiểm với tất cả. Nhưng chỉ nói Iker là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha thì vẫn chưa đủ, mà anh còn là thủ lĩnh một tập thể có vị thế quan trọng với một đất nước vẫn đang quay cuồng bởi khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên ở trận mở màn World Cup 2010, Casillas đã phạm lỗi dẫn đến bàn thua trong trận thua 0-1 của Tây Ban Nha trước Thụy Sĩ, đội chỉ thắng 3 trận ở World Cup trước đó kể từ năm 1962. Chính lúc đó cô bạn gái Sara mà Iker đã công khai làm quen từ Confederations Cup 2009 đã bị chỉ trích nhiều vì có cuộc phỏng vấn khó bạn trai trước trận đấu khiến Iker mất tập trung dẫn đến bàn thua duy nhất. Nhưng Casillas không vì thế mà mất tinh thần. Anh vẫn giữ bình tĩnh tập hợp đồng đội của mình và cùng họ giành được 2 chiến thắng trong 2 trận cuối cùng ở vòng bảng, để giành vị trí nhất bảng và đụng độ đối thủ quen thuộc là Bồ Đào Nha. Bất chấp viễn cảnh phải đối mặt với Bồ Đào Nha do Cristiano Ronaldo dẫn dắt và hủy diệt Triều Tiên 7-0 một tuần trước đó, Tây Ban Nha và Casillas không hề bị đe dọa. Họ đã khiến đối thủ phải trắng tay để rồi David Villa tung bàn kết liễu. Tây Ban Nha sau đó đã lập lại tỷ số này trước Paraguay tại tứ kết. Lại một lần nữa, tài nghệ cản phá 11m của Casillas giúp Tây Ban Nha thoát hiểm. Sau pha phạm lỗi từ Gerard Pique, Paraguay được hưởng phạt đền. Oscar Caduro đứng trước cơ hội mở tỷ số nhưng cú sút của anh đã bị Casillas bắt bài và dễ dàng cản phá. Đẳng cấp và khát vọng chinh phục của Tây Ban Nha được thể hiện đúng lúc khi họ đánh bại đội tuyển Đức đang hừng hực khí thế. Còn Casillas lúc ấy đang có thành tích giữ sạch lưới kéo dài hơn 310 phút. Chờ đợi họ trong trận chung kết là một đội bóng khác đang tìm cách xóa bỏ những thất bại trong quá khứ, Hà Lan. Người Hà Lan thường được biết đến là những người không bao giờ phát huy hết tiềm năng của mình, ít nhất là từ quan điểm dựa trên thành công.
các cầu thủ Hà Lan của năm 2010 được thúc đẩy bởi các thất bại của những thế hệ vàng cũ đã đoàn kết với một mục tiêu chung là mang lại cho đất nước của họ những gì họ đã khao khát trong nhiều thập kỷ. Nhưng những trận đấu lớn đòi hỏi những khoảnh khắc quan trọng thì những cầu thủ lớn và Casillas ở thời điểm diễn ra trận chung kết đã để lại một trong những dấu ấn lớn nhất trong lịch sử World Cup. Phút 61, tỷ số là không đều, lùi về phía sau. Wesley Sneijder thực hiện một cú cắt bóng ở cự ly khoảng 30m xuyên qua hàng thủ Tây Ban Nha và với vị trí của Arjen Robben. Caleb Pion không thể quay về đủ nhanh để bắt kịp cầu thủ người Hà Lan đang tăng tốc. Hầu hết mọi người khi nhìn vào thế cục đó là hiểu về Robben để tin cầu thủ người Hà Lan sẽ ghi bàn. Anh ta cứ thế phi nước đại về phía khung thành của Tây Ban Nha. Bình luận viên thì hối lên, có phải Casillas sẽ nâng cánh tay của mình lên không? Liệu anh ấy có đủ to lớn để che chắn cú sút không? Có phải cú sút này sẽ nhắm thẳng vào phía sau anh ấy? Robben có ý định làm gì kỳ lạ không? Robben đã đợi một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp trước khi sút về phía bên phải của Casillas, nhưng thủ thành người Tây Ban Nha đã lao về phía chân trái. Robben không dọn dứt điểm cận thành, đó là một cú sút xa. Nhưng trò chơi vẫn không kết thúc, bằng cách nào đó mũi giày của Casillas lại ngăn được cú sút của Robben. Khi bóng bật khỏi khung thành, Robben khuỵu gối xuống và đặt tay lên đầu. Anh nhìn về phía xa và toàn thế giới chứng kiến lại sự kinh ngạc của anh. Tiếng bình luận viên thì vẫn hô lên, làm thế nào mà Casillas cứu được quả đó? Ánh mắt của Robben cũng như muốn hỏi điều tương tự. Những đồng đội và cổ động viên người Tây Ban Nha của Casillas cũng vậy. Nó giống như pha cản phá penalty của Casillas trước Paraguay. Pha cứu thua của Thánh Iker đã đánh thức những người đồng đội Tây Ban Nha đang bị lấn lướt trước đó. Đó là một trong những pha cứu thua mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử bóng đá. Nó có giá trị chẳng khác nào một bàn thắng và là bước ngoặt của trận đấu. Người Catalan có thể phát cuồng khi Iniesta tung ra cú dứt điểm quyết đoán ở cuối trận, nhưng người Madrid vẫn có thể tự hào về khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Casillas đã làm tất cả với tư cách đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha và tiếp tục ghi thêm vào di sản của mình, bởi bất cứ ai là đội trưởng của nhà vô địch World Cup đều trở thành anh hùng dân tộc. Khoảnh khắc Thánh Iker nâng cao chiếc cúp vàng, đó là biểu tượng sống mãi cuối cùng. Bất kể bạn là người ủng hộ Real Madrid hay Barcelona, thì tất cả người hâm mộ đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đều đồng ý rằng Casillas giữ một vị trí đặc biệt trong truyền thuyết của La Furia Roja. Casillas đã được trao giải găng tay vàng nhờ vào 5 trận giữ sạch lưới và trở thành thủ môn Tây Ban Nha duy nhất giành được giải thưởng này. Và sau đó, tất nhiên là khoảnh khắc của nụ hôn thế kỷ. Casillas đã chứng minh mình xứng đáng thế nào với vai trò thủ lĩnh tuyển Tây Ban Nha khi nhiều lần giúp yên ổn bầu không khí thù địch El Clasico để nó không xuất hiện trên đội tuyển. Nhờ thế Tây Ban Nha tiếp tục tạo dựng thành công ở kỳ Euro 2012. Nhưng 2 năm sau đó là một thách thức lớn hơn với họ và với chính Casillas. Thủ thành này bước vào World Cup 2014 sau khi đã trải qua một mùa không được bắt chính tại La Liga. Nhưng cũng nên nhớ rằng ở cả hai giải đấu mà anh là nhân vật chính, tức Champions League và Cúp Nhà Vua, Real Madrid đều vô địch, trong khi đội bóng Hoàng gia chỉ đứng thứ 3 tại La Liga với Diego Lopez. 4 năm trước đó, Casillas rời Nam Phi 2010 với 433 phút giữ sạch lưới. Thành tích này chỉ cách kỷ lục của Walter Enda tại Italia 1990 có 84 phút. Nếu Iker giữ sạch lưới trong 85 phút trước Hà Lan ở trận ra quân thì kỷ lục mới của World Cup sẽ thuộc về anh. Nhưng rồi nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2014 với thất bại bé bằng trước Hà Lan. Và thậm chí Casillas là tội đồ của thất bại này khi anh có pha dâng cao khó hiểu để Van Persie đánh đầu gỡ hòa. Ở bản thua thứ tư của Tây Ban Nha, Casillas khống chế lỗi giúp Van Persie dễ dàng cướp bóng và đưa bóng vào lưới trống. Thất bại một năm đầy nhục nhã, nhưng nó chưa phải là những gì tồi tệ nhất. Trong bản thua thứ hai trước tuyển Chile, Casillas đẩy bóng từ quả đáp phạt hàng rào vào ngay chân của Sagliaranga trong vòng 16m50, và dĩ nhiên cầu thủ này không bỏ qua cơ hội vàng đấy. Thất bại trước Chile khiến Tây Ban Nha trở thành cựu vương ngay vòng bảng World Cup 2014. Vào ngày 23 tháng 6, Casillas bị bỏ lại trên băng ghế dự bị trong trận đấu cuối cùng của Tây Ban Nha với Australia với Pepe Reina là người thay thế anh. Đó cũng là điểm dừng cho Casillas tại hành trình World Cup. Những năm cuối của Casillas tại Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha bị che phủ bởi những sai lầm. Tất nhiên nếu bạn hỏi Casillas có vĩ đại không, người ta còn dễ dàng nói anh là thủ môn vĩ đại nhất thế kỷ này. Nhưng Thánh Iker chưa bao giờ bảo mình là người giỏi đất cả. Người ta vốn tự phong thánh cho anh. Còn pha bóng chặn đứng bàn thắng của Robben tại chung kết World Cup 2010 thì đúng là ám ảnh. Mãi về sau Iker vẫn giật mình tỉnh giấc toát mồ hôi khi mơ thấy Robben dốc bóng lao đến. Còn Robben thì mang theo nỗi tiếc nuối ấy mãi cuộc đời này.